con trâu bị trực thăng đè xuống. Nó khóc một cách bất lực. Có một người phụ nữ đã chạy đến giúp nó, nhưng sức yếu của cô ấy hoàn toàn không thể nhấc nổi. Vào lúc này, chiếc trực thăng đột ngột bị đem đi. Người phụ nữ nhìn lên, nhìn thấy một con khỉ đột khổng lồ. Thân hình của nó cao 48 mét. Người phụ nữ run rẩy, bởi vì cô ấy vừa mới đến hòn đảo này thì cong hầu hết tàn sát hầu hết bạn đồng hành của mình. Nhưng King Kong không tấn công cô ấy. Nó dường như nhìn thấy được lòng tốt của người phụ nữ này. King Kong là chủ của hòn đảo này, cũng là người giám hộ của đảo đầu lâu. Nó tại sao lại giết người? Bởi vì con người khi vừa bước tới đảo này thì bắt đầu hủy hoại hòn đảo. Nó đương nhiên không cho phép ai có thể hủy hoại nhà của mình. Trong chốc lát, một cái cây được phóng tới chiếc trực thăng. King Kong nắm lấy cái máy bay, ném một con người vào trong miệng. Đội quân ngay lập tức bao vây nó, không ngừng bắn vào King Kong một cách liều lĩnh. King Kong không thể chịu đựng được nữa, cuộc tàn sát thực sự đã bắt đầu. Nó đập một chiếc trực thăng bằng một cú đấm, người lính trên mặt đất bị chết như kiến. Nhưng con người vẫn không chịu bỏ cuộc, tăng hỏa lực chống lại King Kong. Chỉ nhìn thấy nó nắm lấy từng chiếc trực thăng, hai chiếc trực thăng banh sát tại chỗ, máy bay giống như trò chơi trong tay nó. Không lâu sau, vũ khí có hạn đã chết hơn một nửa. Những người sống sót nghĩ rằng King Kong là ác quỷ. Người lính này thề nhất định sẽ bắt King Kong nợ máu phải trả bằng máu. Sau cuộc đại chiến, những người sống sót chuẩn bị lặn vào hang của King Kong, sau đó đưa nó vào chỗ chết. Nhưng họ không biết là nguy hiểm trên đảo này chỉ là mới bắt đầu. Họ vừa đi vào rừng cây, một cây tre to xuyên qua cơ thể anh ta. Nhìn lên cây tre, đó là chân của một con nhện khổng lồ. Binh lính bắt đầu nổ súng, nhưng không đủ phạm vi. Nhìn những đồng đội bị giết từng người một, thế là họ đã chặt chân của con nhện, đánh nó ngay tại chỗ để giải quyết cuộc chiến. Viên sĩ quan bắn nó vài phát thì nó mới chết. Đội sĩ quan nhanh chóng nương náu tại một nơi. Một người khác bị bắt bởi một con chim lớn. Những người khác lấy súng muốn cứu anh ta, nhưng đã không kịp nữa rồi. Những con chim xé tứ chi thành từng mảnh. Thương vong về đội quân. Mọi người lúc này hoảng loạn. Họ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Người lính này đang chạy trốn. Anh ta đang chạy ở bên hồ. Không nhanh không chậm, mặt đối mặt với King Kong cao như núi đó. King Kong vừa thấy anh ta thì người đàn ông bắt đầu bỏ chạy. Nhưng King Kong lại không có ý làm hại anh ta. Nó cúi xuống sông, xem xét vết thương của bản thân. King Kong đang muốn uống nước, lại cảm thấy trong nước tồn tại sự nguy hiểm. Nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, người đàn ông sợ hãi. King Kong đang muốn uống nước, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong nước. Vô số xúc tu vấn quanh King Kong, là một con bạch tuộc khổng lồ. King Kong sắp đập vỡ đầu con bạch tuộc. Sau đó, King Kong dùng sức bóp xúc tu của con bạch tuộc, trở thành một món hải sản của King Kong. Người đàn ông trốn thoát trong gang tấc, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại thì một mảnh gỗ trước mặt đột nhiên chuyển động. Đây là một con châu chấu. Anh ta bắt đầu bắn súng. Kỳ lạ là con châu chấu không hề tấn công anh ta, ngược lại còn bỏ chạy. Hóa ra sau lưng anh xuất hiện một điều đáng sợ hơn. Đây là một con thằn lằn xương. Thật là một điều kinh tởm. Sinh vật xấu xa nhất trên đảo đầu lâu tồn tại hơn 10.000 năm. Chúng hung dữ, cắn xé rất mạnh, khó nắm bắt, giết chết ở khắp nơi. Kẻ đã từng giết toàn bộ gia tộc King Kong. Mỗi khi King Kong nhìn thấy con thằn lằn này, đều hận đến tận xương tủy, hận không thể xé nó ra trăm mảnh. Từ người bản xứ mới biết được, King Kong chính là thần hộ mệnh của hòn đảo. Nó duy trì sự cân bằng sinh thái của hòn đảo. Nếu như King Kong chết, thì con thằn lằn đáng sợ này sẽ bắt đầu tàn sát mọi nơi. May mắn thay, King Kong vẫn ngăn chặn được nó, làm cho cuộc sống trên hòn đảo bình yên. Nhưng viên sĩ quan này chỉ muốn báo thù, vốn dĩ không nghe lời khuyên của người khác. Anh ta nhất định muốn giết King Kong để báo thù đồng đội. Chẳng bao lâu họ đã vượt qua một vùng đất hoang, sương un hạ ở khắp mọi nơi. Họ cảm thấy nguy hiểm đã tới, thế là đã ẩn nấp. Quả nhiên một con thằn lằn xương đi ngang qua đây. Nó nhả ra một cái đầu lâu. Từ đầu lâu có thể nhận ra được, đây chính là đầu của đồng đội họ. Vào lúc này, một người đã bắn súng về phía nó. Toang rồi, con thằn lằn bắt đầu ăn người ở mọi nơi. Nó thè lưỡi dài và trực tiếp nuốt một người lính. Viên sĩ quan ra lệnh cho người dùng lửa, nhưng nó vẫy đuôi một phát, người lính lại trở thành bữa trưa của nó. Vào lúc này, cô ấy lấy ra một quả bom, đốt cháy khi metan trên mặt đất, cuối cùng gây ra một vụ nổ. Con thằn lằn cuối cùng cũng chết. Con này chết rồi, đồng đội nói, nó chỉ là con nhỏ nhất trong loài, con lớn nhất vẫn chưa xuất hiện, cần phải sơ tán đi nơi này. Nhưng sĩ quan này vẫn một mực, hoàn toàn không đồng ý. Anh ta muốn chứng minh con người là loại đứng đầu, nhấn mạnh phải tiến về phía trước, những người khác cũng không còn cách nào khác. Nửa đêm, họ đã lẻn đổ xăng xuống sông, chuẩn bị giết King Kong. Sau đó sử dụng bom để dụ King Kong ra. King Kong nhìn thấy những người này mới đến đó. King Kong tức giận, nó càng ngày càng lại gần. Vào lúc này, một người đã châm xăng. Trong phút chốc, King Kong chìm trong biển lửa, bùng cháy điên cuồng. Nó phát ra âm thanh đau đớn. Sau cuộc chiến đấu, cuối cùng thì King Kong cũng kiệt sức, ngã mạnh xuống đất. Lúc này, tên sĩ quan muốn trực tiếp giết chết King Kong, thì lúc đó, một người tốt đã xuất hiện, chặn trước mặt của King Kong. Hai đội nhìn nhau bất lực. Đột nhiên, con thằn lằn xương lớn nhất từ trong hồ xuất hiện. Trong thời gian dài, nó đã bị King Kong trấn áp, bây giờ King Kong đang bị thương nặng. Nó không bỏ lỡ thời cơ này, đến và kết liễu kẻ thù của mình. Đó chính là sự ngu ngốc của tên sĩ quan. Loài người đã không còn đường lui.
Lúc này một người đàn ông đã đứng ra. Anh ta có vài quả lựu đạn trong tay. Anh ta sẽ giết chết con thằn lằn này. Người này rất dũng cảm. Vì để bảo vệ những người khác, dám đứng ra sống chết với con này. Ai mà ngờ, con thằn lằn này dùng đuôi đạp anh ta sang một bên. Những người khác sợ hãi, nó bắt đầu đuổi theo những người còn lại. Nó mở miệng ra. Vào lúc này, King Kong lại xuất hiện. King Kong và nó bắt đầu cuộc đọ sức gây cấn. Nó kẹp cổ King Kong. Nhưng King Kong xuất hiện trên đời này không hề bình thường. Nó dùng tay kìm chặt răng của con thằn lằn, nắm lấy đầu nó, đâm vào một thung lũng. King Kong nhổ một cái cây, dùng tay tuốt hết lá, trở thành một vũ khí lợi hại. Nó giống như một monkey king, nhắm vào đầu của con thằn lằn. Trong chốc lát, não con thằn lằn đã bị choáng, nhưng nó vẫn đứng dậy được, chạy về phía King Kong, đẩy King Kong vào xác con tàu. King Kong bị khóa bởi một cái dây xích, không thể di chuyển. Con thằn lằn leo lên người King Kong, chuẩn bị thưởng thức. Đó là khi con người chuẩn bị tấn công thằn lằn. Họ rốt cuộc cũng đã tỉnh, hận thù khiến con thằn lằn tấn công con người. Họ lại bắn ra một quả pháo khác vào tai của nó. Nhưng điều này chỉ có thể tạm thời chống lại. Lúc này King Kong đã lấy sức đã đứng dậy. Dây xích đã bị hỏng. King Kong dùng hai tay bị dây xích quấn, ném lấy một cái cánh quạt, trở thành một món đồ chiến đấu của King Kong. Tìm lấy cơ hội, phóng thẳng về phía sau lưng của con thằn lằn. King Kong ngày càng bản lĩnh. Nó ném con thằn lằn văng xa vài mét. Người phụ nữ trên núi bị một cú sốc lớn, rơi xuống trong nước. King Kong dùng cánh quạt đánh nó, sử dụng nó trực tiếp đánh con thằn lằn đến phát khóc. Nhưng con thằn lằn vẫn không chết. Nó nhảy lên người King Kong, quấn lấy cơ thể King Kong bằng đuôi của mình, dùng lưỡi quấn lấy cánh quạt của King Kong, định cắn đứt nó. King Kong dùng hết sức, trực tiếp làm đứt lưỡi của con thằn lằn. Não của con thằn cũng bị chết mất. Lao ra cùng nhau, King Kong vứt nó đi. Con thằn lằn đã thực sự chết rồi. King Kong cũng báo thù được cho gia đình mình. Nó dùng tay thò vào nước, cứu lấy một người bị mắc kẹt trong nước, đặt người phụ nữ từ từ xuống đất. Nó đã bị con người đánh cho bị thương, nhưng nó lại rất nhẹ nhàng với con người. Nó lạnh lùng liếc nhìn con người, không để họ tiếp tục xấu hổ. Nó xoay người đi, bóng dáng khuất dần sau núi. Cuối cùng, tất cả những người sống sót quay về thế giới của mình. Và King Kong cũng tiếp tục bảo vệ đảo Đầu Lâu, bảo vệ cuộc sống ở đây. Duy trì cân bằng sinh thái, loài người cần phải tôn trọng tự nhiên. Bởi vì vết thương cuối cùng, có thể đó là những người âm thầm bảo vệ bạn.